mẹ ơi. Chuyện gì? Ngày mai con nghỉ học được không? Con nhờ bố. Bố ba bố bẩn, mày có nghỉ học ấy thì bố mày cũng không sống lại được đâu. Học hành cho tử tế vào, không đứng nhất lớp ấy, đừng có về nhà. À mẹ ơi, cặp sách của con bị rách rồi. Ở lớp các bạn toàn cười con thôi. Mẹ mua cho con cái mới được không? Mày học cái tính đua đòi đâu đấy hả? Bố mày mất rồi, bây giờ chỉ còn mình tao vất vả nuôi mày thôi. Cho nên là đừng có đòi hỏi. Vâng ạ, con không dám nữa. Ừ. Đâu đâu diếm diếm gì đây? Con mua sách tham khảo văn và toán 50.000 một quyển. Mua sách vở thì được, chứ mua mấy cái ba lăng nhăng kia ấy thì dẹp đi, biết chưa? Vâng ạ. Cầm lấy. Vâng, con xin. 100 này ấy, tao đưa cho mày là ghi nợ. Sau này mày lớn mày phải trả tao gấp đôi, biết chưa? Vâng. Học nhanh lên. Sau đó thì nấu cơm dọn dẹp đi. Tao không rảnh mà hầu mày mãi được đâu. Cái gì nữa? Con xin tiền mẹ mua gia vị được không ạ? Tiền, cứ thấy mặt tao là tiền thôi. Nếu không phải vì nghĩ sau này mày hầu lại tao ấy thì tao không rảnh nuôi mày như này đâu. Đi đi, còn nhìn cái gì nữa? Tất cả mọi chi phí nuôi mày tao ghi rõ rành rành vào đây rồi. Sau này mày lớn ấy mày phải trả tao, biết chưa? Đi đi. Còn chưa đi nữa. Con Thu, ra đây. Tiền mua sách mua vở cho mày học thêm bồng nếm mà bây giờ mày được 5 điểm như này à? Có đáng phạt hay không? Không này, con bị đau bụng nên làm bài không được tốt. Lại dở cái mỏ lên cãi đấy, đúng là cái đồ hư đốn mà. Con xin lỗi mẹ, lần sau con không thể nữa. Không cần phải xin xỏ. Nếu không phải là tao nghĩ sau này mày trả nợ tao ấy, tao sẽ không nuôi mày đâu. Bà đúng là đồ gì ghẻ độc ác, bố con mất rồi nên bà mới thế. Ai cho mày nói mẹ mày như thế hả? Quỳ xuống! Quỳ! Nếu không muốn làm ăn mày ấy, thì hoài cứ tử tế vào! Sau này, mình sẽ cố gắng để thoát khỏi đây. Việc tuyển dụng nhân sự của công ty mình đến đâu rồi em? Dạ thưa chủ tịch, là bên nhân sự mình đang đăng tin lên trang website tìmviec.com.vn. Thì bên đấy rất là nhiều tương tác và bên họ đang tổng hợp hồ sơ để gửi lại bên mình rồi ạ.
chủ tịch có thể xem trên website ạ. tìmviec.com.vn à? Dạ vâng. Ừ, để chị xem thử xem nào. Dạ đúng kênh đấy rồi đấy ạ. Đúng trang đấy ạ. Tốt đấy. Chị thấy cũng có khá nhiều tương tác. Dạ vâng. Ok, cứ thế mà tiến hành đi. Đợt này công ty mình đang phát triển nên là cần tuyển dụng nhiều người. Dạ vâng. Dạ nếu không có gì nữa thì em xin phép chủ tịch ạ. Thế? Ai cho mày nói mẹ mày như thế hả? Quỳ xuống! Quỳ! Alo, là tôi đây. Người phụ nữ mà tôi nhờ anh tìm hộ vẫn còn sống ở căn nhà đó chứ? Ok, tôi biết rồi. Ra tôi sao mà mẹ kế? Là Thu sao? Sao lâu lắm con mới về thế? Con có khỏe không? Cảm ơn. Rời xa bà là tôi khỏe ngay mà. Sao con lại nói như thế? Vậy bà đã quên ngày xưa bà hành hạ đánh đập tôi thế nào rồi ư? Mẹ. Nhưng mà cũng phải cảm ơn. Vì ngày xưa bà đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy, thế nên tôi mới có động lực để phấn đấu và thành công như ngày hôm nay. Ôi trời, thế thì tốt quá rồi. Đấy là điều mẹ mong muốn nhất con ạ. Đừng có gọi tôi là con nữa. Giờ tôi đã là chủ tịch của tập đoàn kinh tế lớn, chứ không còn là cái đứa con ghẻ để bà hành hạ đánh đập như ngày xưa nữa đâu. Ôi, thế là tôi đã hoàn thành tâm nguyện của ông. Ông ơi, ông ở dưới suối vàng, ông có linh thiêng thì ông hãy vui vẻ về phù hộ cho con ông nhé. Bà đừng diễn kịch nữa. Bà thấy tôi giàu có nên kiếm cớ để vòi tiền chứ gì. Được, bà muốn tiền phải không? Tiền của bà đây. Tôi gửi bà tiền bà đã dạy và cả hành hạ tôi suốt thời gian qua. Từ giờ trở đi chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Thu, quay lại đi con. Quay lại đi. Mẹ bảo này, mẹ không cần tiền của con đâu. Thu không giống những đứa trẻ khác. Cả bố mẹ ruột đều không ở cạnh. Tôi chỉ là mẹ kế, lại không khá giả gì, không được khỏe nữa. Tôi không thể che chở cho nó cả đời được ông ạ. Vì vậy, tôi phải nhẫn tâm với con, như thế nó mới tự học được cách kiên cường, tự lập để có thể đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt sau này. Nó làm sai, họ kém, tôi phạm nó quỳ, là quỳ với ông. Mong là nó sẽ hiểu cho tôi, cho tấm lòng của tôi và không trách tôi ác. Tôi hứa với ông, nhất định sẽ hướng cho Thu khôn lớn, nở mày nở mặt với tâm nguyện của ông. Sao đâu con ạ. Mẹ thấy các con trưởng thành, đấy là điều mong muốn. Mẹ giờ mẹ bệnh nặng, mẹ cũng sắp sửa đi rồi, nên có quyền sổ tiết kiệm mẹ để trong nhà. Cùng căn nhà này mẹ để lại. Mẹ ơi, mẹ đừng rời ra con mà. Con sẽ chăm sóc cho mẹ cả đời. Mẹ ơi, mẹ ở bên con nhé. Con mẹ sẽ
xin lỗi vì con đã nặng lời với mẹ. Con không muốn rời xa mẹ đâu. Giờ con đã có đủ tiền bạc rồi, con không cần tiền nữa đâu. Con chỉ muốn mẹ ở bên cạnh con thôi. Mẹ đừng rời xa con nhé. Mẹ.